Chào anh em, đây là Anglia Pan of Chuck, một mẫu xe cổ của những năm cuối những năm 40, đầu những năm 50. Thì đối với Hot Wheels thì xe này phát hành lần đầu vào năm 2000. Từ năm 2013 thì ra bản mình cầm trên tay đây, có Porsche. Và 2014 thì ra một bản nữa và ngưng cho đến nay. Sau này là có các thương hiệu kẹo như là Dow, Milky Way, Skittito, M&M, rất là dễ thương. Mẫu này thì đáng chú ý ở chỗ là nó opening hood. Thì là theo thương hiệu Chocolat Snicker. Xe ngoài đời thực là xe Panovan, là xe vận tải, nhưng mà có vẻ như đây là mẫu đã được custom theo kiểu rock, thì có thanh wheelie bar, có dù để hãm thắng xe, có hai cửa sổ, nhưng mà đây là cửa sổ không có kính, cửa sổ giả thôi. Rồi, gầm sắt, gầm kim loại. Đến nay hai vị trí này khả năng là hai ống xả đặc biệt. Bánh thì bánh cao su viền đỏ, mẫu xe này vốn sản xuất cho thị trường Bắc Mỹ và thị trường châu Âu, chủ yếu là Anh, nhưng mà vì là tay lái ở bên trái, khả năng đây là mẫu xe làm theo mẫu xe cho thị trường Bắc Mỹ. Đó, điểm đáng chú ý của mẫu xe này là opening hood. Thì rất là dễ thương. Mặc dù có đèn xi nhan của đèn hậu, nhưng mà không có, không được vẽ chi tiết đèn trước. Màu tông màu trắng ngà, ở phía trên thì màu sô cô la. Màu nội thất cũng sô cô la và màu máy cũng sô cô la. Chúng ta đã đối chiếu với màu của sô cô la. Đặc biệt là mình thấy con máy này họ đã cố tình làm giống với màu sô cô la, vì là phần máy là bằng nhựa nên là ở hầu hết các phiên bản thì được sơn macrom để tạo cảm giác kim loại, nhưng mà riêng trường hợp này thì họ dùng luôn màu nhựa giống màu sô cô la, rất là dễ thương. Cá nhân mình thì mình rất thích mẫu xe này, nhưng mà mình nghĩ nếu như mà họ đúc cái xe này to hơn một tí thì hay hơn. Mẫu xe này cảm giác hơi nhỏ so với những mẫu một mẫu xe mà cái size của nó mình thấy size khá là tiêu chuẩn, đó là chuẩn 164. Và size mẫu Anglia Panchak, mặc dù mẫu Anglia này thùng to và cao, nhưng mà thân này rất là hẹp và cảm giác ngắn, hơi ngắn. Nếu là họ làm khuôn mà nó to và dài hơn một tí nữa thì nhìn dễ thương hơn, nó hay hơn. Đây là quan điểm cá nhân của mình. Và đó là mẫu Anglia Panotrack với tem Chocolat Snicker. Hy vọng là anh em đã thích video ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại.